Xin giới thiệu với các bạn là một cái bộ xe điện là 3 bánh tải trọng khoảng 1 tấn. Bộ này công suất là 3.000W. Cầu thì có các cỡ từ 90 cho đến 1m7. 1m7 thì nắp bánh nó sẽ lên 1m8 này. Một bộ thường thường sẽ được cắm sẵn như thế này. Bộ này thì khách người ta không lấy nhíp, không lấy bánh. Thì nếu mà lấy bánh với nhíp thì bên em có loại bánh 500-12 Casumilla. Còn nhíp thì dùng nhíp 8 lá hoặc là nhíp 2 tầng. Đấy thì bộ này coi như là đầy đủ hết rồi đấy, chỉ trừ mỗi bánh ra thôi. Bánh sau, lốp trước người ta không lấy, nói chung họ có rồi, nhíp họ có rồi. Động cơ đây, bộ này rất là to nhé. Con động cơ này nó khoảng 12-13 kg này. Còn con IC này là IC 3.000W nhé. Bộ này thì có cả ben thủy lực này. Ben 48-60V này, 72V đều dùng được nhé. Loại này rất là khỏe. Ben 3 đốt, mỗi đốt là 25cm. Đây tổng thể của nó một bộ là như này. Khách hàng mua thì bên em sẽ lên full bộ luôn. Đi đông chắn bùn inox này. Nên là sạc, sạc bên em bán là sạc dây đồng nhé. Sạc dây đồng nhé. Hầu như các loại sạc trên thị trường đều sạc dây nhôm, nó rẻ hơn. Sạc dây đồng nó sẽ có chữ đồng ở đây này. Còn lại là các bạn mua trên thị trường thì đa số là sạc dây nhôm, là gần như 100% là sạc dây nhôm. Chỉ có bên em là bán sạc dây đồng theo yêu cầu của khách hàng thôi. Thì dùng dây đồng ấy thì các bạn sạc ở lớp cao nó bền. Còn dây nhôm mà sạc ở lớp cao là nó hay bị cháy sạc. Cầu này thì nó cũng khá là lặng nhé. Một cây cầu này nó sẽ lặng tầm khoảng 50 mấy kg đấy. Nguyên cái cầu không là nó khoảng 35 cân rồi. Còn động cơ vào 13 cân nữa. Đấy là nó khoảng hơn 50 kg. Rất là khỏe. Thì mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ Zalo 0966 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.